Ok, xin lỗi các bạn nha. Ok, và chào mừng 500 anh em ở lột hoài luôn á, 500.000 anh em đang có mặt trên kênh của AF Mobile ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà để, phải nói sao ta, cái cách mà để lướt ván trên không. Thì cái video đầu tiên của mình á, mình test thử cái ván á, thì mình đã vào cái chỗ vị trí mà mình chui gốc lát á. Mình quay cái màn hình lên cho em, mình quăng cái cục thính mà chưa có, cái xong tự nhiên nó cái ván nó dính ngay cái chân của mình luôn. Đó. Thì ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn. Anh em nào chưa biết thì cứ trải nghiệm thử đi rồi sẽ biết. Và bây giờ vào trận, mình sẽ nhảy xuống thẳng dưới nước luôn nha anh em. Coi nè, chuẩn bị hấp dẫn nè anh em nha. Coi nè. Coi nào, mọi người chị em phụ nữ đó rồi, vào coi nè, vào coi AS Mobile thể hiện nè. Ok. Đâu rồi? Xuống nước. Xuống thôi. Ok, thì hôm nay mình sẽ đem cái ván lửa, tại vì lửa với nước nó nói chung là nước nó không dập lửa được, nói chung là hơi hư cấu một xíu, nhưng mà không sao đâu, hư cấu thì cấu hư thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ nhảy xuống khu vực này. Thì mình đang trang bị cho mình một con nhân vật hơi bị ngáo, với cái quần đẹp trai, nhưng mà mình chẳng thấy đẹp trai xíu nào, mặc cái quần này nhìn tù vải trưởng ra. Rồi. Đơn giản thôi, xuống nước, lồi lên trên, lấy cái thính ra là sẽ ok thôi. Rồi, bây giờ nè, lồi lên trên nè, móc củ khoai ra. Rồi, chĩa lên trên, nhấp. Rồi, ok, bơi, ở đậu xanh chưa được hả? Chĩa lên trên, móc củ khoai ra, nhấp. Rồi, ok, được rồi nè các bạn, thấy không? Ơi, rồi, đậu xanh mình, nhấp một cái rồi bơi vô. Đó, nhấp một cái thôi nha, chỉ lên trên nhấp một cái là cái ván nó dính ngay cái chân nè. Đậu xanh rau má, trà đá là bị ôm, cực kỳ nguy hiểm luôn. Thả ra. Nó dính ngay cái chân nè, đậu xanh. Khi mà cái này vui lắm. Ơi, thôi anh ơi. Thôi. Thôi em sợ, em chạy luôn. Thôi anh ơi. Mày không thấy cái ván của tao dính ngay cái chân hả? Mày không thấy cái chân dính ngay cái ván hả? Khốn nạn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ leo lên chỗ này, mình kiếm một khẩu súng nè. Cái thằng thanh niên ngáo cần kia nó cứ ôi thôi anh ơi. Thôi em né trước đây, thôi nha. Không chơi đâu, phiêu lắm. Ghê lắm. Mày không thấy bố mày đang review hả? Hả? Thằng kia. Ra đây đi. Đừng sợ, cái ván này nhờ, dính ngay cái chân khó chịu quá các bạn ơi. Quá khó chịu luôn. Thanh niên ngáo ngơ nhất của năm đã nói là thôi rồi, còn ráng bắn làm gì? Bị đau bụng hả? Vâng, và một thanh niên đau bụng nhất của năm đây rồi. Nhưng mà thôi, kệ, mặc kệ cho anh ta đau bụng đi. Thì mình vẫn loot đồ của anh ta. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái ván này cho một mục đích. Đó là các bạn biết làm gì không? Mình kiếm một chiếc xe Model Fuck hay là chiếc xe xe Lamborghini hay là Ducati hay là đủ các kiểu gì đó. Ok. Ui, máu đâu ra nhiều vậy? Cần giáp thôi, đâu cần máu. Khốn nạn thiệt. À, giáp đây nè, giáp 1 nè. Rồi, thôi mình không thích cái X4 nha, tại vì cái X4 nó dài, nó thấy ghê lắm. Ồ, Ducati nè các bạn, đấy chưa, thấy chưa. Bây giờ mình sẽ leo lên chiếc xe Ducati này. Và mình sẽ cho các bạn thấy một sự lợi hại của việc cháy xe là như thế nào. Đó, kinh chưa. Cực kỳ nguy hiểm đến từ AS Mobile. Đấy, cháy xe nè các bạn. Đấy. Các bạn thấy chưa? Kinh chưa? Các bạn thấy kinh chưa? Thấy chuyện gì đang xảy ra với AS Mobile chưa? Đấy. Kinh. Cháy xe rồi. Khốn nạn thiệt. Ok. Tiếp tục đi thôi. Lỡ khi mà đang chạy giữa chừng thằng nào nó bắn sấp mặt thì các bạn cũng đừng buồn nha. Hôm nay thì mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà gọi là trò chơi á. Nếu mà các bạn muốn hóa giải cái này thì đơn giản thôi. Các bạn nhảy từ trên cầu nhảy xuống, nhảy từ trên đất nhảy xuống nước là được.
chứ không sao cả. Nhảy từ trên cầu nhảy xuống nước cũng được, không sao cả. Để mà bỏ cái này ra cho nó bơi lại thêm một lần nữa là nó sẽ biến mất cái ván lướt này. Hơi bị ngáo nè, nhìn coi. Các bạn nhìn nè, nằm xuống hơi bị ngáo luôn, chổng mông lên nè. Ôi, đậu phộng đó. Đây. Đấy, thấy không? Đó, ván lướt nè. Đậu xanh, hơi bị đẹp. Free Fire, ván rước Free Fire. Đó, cái này không biết có đỡ đạn được hay không. Cuốn nạn thiệt, cháy xe rồi. Nhưng mà vẫn chạy được nha các bạn. Thề luôn á, cái lỗi này mình phát hiện hơi bị nhanh luôn á. Ôi cái gì đây nè. Ôi, trời ơi, trăm mấy máu luôn kìa. Thanh niên, chết luôn kìa. Cô mẹ đó, cực kỳ là nguy hiểm. Khổ thân. Thanh niên rồi nãy có vẻ là bị đau ruột thừa nên anh ta ngồi anh ta vỗ bụng. Hay là anh ta bị tiêu chảy cấp gì đó. Ôi, thêm một thanh niên nữa kìa. Ôi, thôi anh ơi. Thôi. Thôi, đã nói thôi rồi. Bắn cho cố vô rồi cũng chết. Ok baby. Giết được nó mà 5 người xem luôn hả? Cực kỳ nguy hiểm cho cái giáp cái mà. Ui nón 3 này, giáp 2 nè, giáp 2 hỏng đi chứ, khốn nạn thiệt. Pha mát này cũng được. Tay cầm 2 hả? Ok. Ôi. Đậu xanh. Bắn lén là một chiếc chiêu không bao giờ hay cả. Bắn lén là không bao giờ đẹp trai. Đầu phộng. Lêu, rửa mặt như mèo. Cùng mê nữa. Vâng. Và sau đây là chương trình thanh niên ngáo ngơ nhất của năm. Ở đậu phộng mình đang ngáo rồi. Đậu xanh. Mình mới là thằng ngáo, lấy súng tùm lum luôn này. How to lấy súng tùm lum. Tiếp tục. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm gì tiếp theo với con Ducati cháy khét này. Ducati. Tiếp tục hay là bây giờ mình sẽ xuống nước để hóa giải cái này. Thì mình khóc. Rồi đúng rồi. Rồi hết sọt luôn, chết luôn, thanh niên. Không cần máu, không cần đồ đâu nha. Đi thôi. Vâng, với con xe Ducati này thì mình đi săn giống như là một vị thần. Thì khi mà mình ngồi trên con xe này thì đơn giản thôi các bạn. Nó cũng giống như đây, mình qua con xe Lamborghini nè. Thì đâu rồi? Vào vị trí người lái mới thấy cháy nha các bạn. Đây, tại vì cái bốc khói này nó nằm ở bên phía bên tay phải. Nhưng mà mình thích ngồi con xe Ducati này thôi. Ok. Chắc mình kết thúc clip ở đây quá. Buồn ngủ quá rồi. Thì nói chung là cũng đơn giản là như vậy thôi. Khi mà các bạn xuống nước các bạn cầm cái cục thính lên. À, thằng cha nào dí theo mình đây. Ui trời, đậu phộng đó. Hết hồn thím hai. Lêu. Đậu xanh đó. Có thằng bắn lén rồi. Ok. Thanh niên nào bắn lén sau đây đây. Đậu xanh có thằng bắn lén nữa kìa. Đậu phong. Cay. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nha. Và bây giờ thì mình chết. Chết vấp vấn. Mệt. Nhớ bấm nút đăng ký nha các bạn.
Bye bye. Ngáo nè. Bị level 28 giết nè. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký và bật nút chuông lên, để mỗi lần mà mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo nha. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và AS Mobile Trào Lưu nha các bạn. Rồi, chào tất cả các bạn luôn nha, bye bye.